Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Cô. Khi ấy Đức Giêsu hiện ra với nhóm 11 và nói với các ông rằng: Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa sẽ được cứu độ, còn ai không tin thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin. Nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ, họ sẽ cầm được rắn và dù có uống nhầm thuốc độc thì cũng chẳng sao và nếu họ đặt tay trên những người bệnh thì những người này sẽ được mạnh khỏe kính thưa quý ông bà và anh chị em hội thánh có sứ mạng loan báo tin mừng khởi đầu tin mừng của mình thánh marco trong phần nhập đề đã trình bày cho thấy sứ mạng căn bản đó của chúa giêsu hội thánh là công trình của chúa tiếp tục cái sứ mạng ấy bằng lời công bố này Thời kỳ đã mãn và triều đại Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng. Kết thúc tin mừng Marco, phát lệnh ấy lại được nhắc lại theo một hình thức khác. Anh em hãy đi khắp tư phương thiên hạ mà loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Điểm khởi đầu được nhắc lại nơi điểm kết thúc. Điểm kết thúc lại mở ra một chân trời mới, một sứ vụ mới. Đi khắp tứ phương thiên hạ mà loan báo tin mừng điểm bắt đầu và điểm kết thúc cùng chung một lời hiệu triệu mời gọi và lên đường cho thấy bản chất của hội thánh. Từ bản chất hội thánh là rao giảng, là công bố tin mừng cứu độ. Hội thánh thi hành sứ mạng ấy, thực hiện lời hiệu triệu và phát lệnh ấy cách cụ thể trong một số nhiệm vụ mà tin mừng trong ngày lễ thánh phaolô tông đồ trở lại cho chúng ta thấy. Nhiệm vụ thứ nhất, hội thánh có nhiệm vụ rao giảng Rao giảng là thuật chuyện, là kể chuyện về Chúa Giêsu cho những ai chưa được nghe và biết đến. Đây cũng là nhiệm vụ của mỗi Kitô hữu. Mỗi Kitô hữu có nhiệm vụ công bố về Chúa Kitô cho mọi người. Cách thức thi hành nhiệm vụ là kể chuyện bằng lời, kể chuyện bằng hành động, kể chuyện bằng chứng tá. Muốn kể chuyện cần phải lên đường, cần phải ra khỏi chính mình mà đến với anh em, nhất là đến những vùng ngoại vi nơi có những con người cần nghe nhất. Nhiệm vụ thứ hai của hội thánh, đó là hội thánh có nhiệm vụ chữa lành, hòa giải. Đây là một công việc, một nhiệm vụ chúng ta thấy đi thấy lại nhiều lần. Chữa lành và hòa giải trong và ngang qua các bí tích. Chúng ta biết rằng hội thánh ý thức sự sống của con người bao gồm cả thể lý và tinh thần, thân xác và linh hồn. Nhiệm vụ của hội thánh là quan tâm, săn sóc và chữa lành cả hai mặt này trong thực tế của toàn bộ đời sống con người. Trong suốt cuộc đời, Chúa Giêsu luôn muốn mang lại cho con người sức mạnh thể xác và tinh thần. Ngài đã làm biết bao nhiêu việc lạ lùng nhằm thi hành nhiệm vụ đó. Đi tới đâu, ngài thiên giáng phúc tới đó, ngài chữa lành, ngài hòa giải, ngài nối kết người với người. Điểm thứ ba, đó là hội thánh có quyền năng của Chúa. Chúng ta không hiểu quyền năng trong mọi sự theo nghĩa đen chúng ta cũng không hiểu quyền năng theo nghĩa đen một cách mù quáng như là cầm rắn độc trong tay mà không hề hấn gì ẩn sau ngôn ngữ gợi hình ấy là niềm tin vững chắc rằng các tín hữu trong hội thánh được đổ đầy nguồn quyền năng của thiên chúa hầu nhờ quyền năng và sức mạnh ấy họ có khả năng đối diện và đối phó với những hoàn cảnh hay thực tế đầy thách đố nguy hiểm như cầm hay đạp nhầm phải rắn đây là một khả năng, một ơn riêng để có thể thích ứng với đời sống mà những người khác, nhất là những kẻ không tin, sẽ không có và không thể nào có được. Thánh thần là ơn hiền dụng và là sức mạnh vạn năng, chữa lành và ban bình an cho các Kitô tô hữu trong những hoàn cảnh cụ thể của đời sống. Điểm thứ tư, hội thánh khi thi hành nhiệm vụ sẽ không hề bị bỏ mặc một mình. Chúa Kitô luôn ở trong hội thánh hiệp nhất và nên một với hội thánh. Ngài vẫn là Chúa quyền năng, luôn luôn hành động trong với và giữa lòng hội thánh. Chúa Kitô không bao giờ tách lìa khỏi hội thánh. Chỉ có hội thánh đôi khi cách thế nào đó đã tự tách mình khỏi Chúa Kitô và như thế hội thánh đó không còn là hội thánh của Chúa Kitô nữa. Hôm nay hội thánh mừng lễ thánh Phaolô tông đồ trở lại. Mừng lễ này cũng là ngày lễ kết thúc tuần lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các Kitô hữu. Chúng ta thấy rằng Chúng ta không thể thuộc về hội thánh nếu chúng ta tự chia rẽ. Chúng ta không thuộc về Chúa Kitô nếu chúng ta bách hại nhau, làm khổ nhau, gây tổn thương cho nhau bằng sự chia rẽ. Ở ngoài hội thánh sẽ không có Chúa Kitô. Khi chúng ta không sống tin mừng thì dường như chúng ta đang không thuộc về Chúa Kitô và hội thánh của người. Chúng ta chỉ sống với Chúa Kitô và với hội thánh của người, với sự hiện diện và quyền năng của đấng bị đóng đinh khi chúng ta ở trong hội thánh, hiệp nhất với hội thánh và với nhau và cùng nhau đón nhận lời rao giảng của hội thánh và xây dựng hội thánh bằng việc loan báo tin mừng. Nếu một ngày nào đó chúng ta đi ra khỏi sự hiệp nhất này, thì nguyện xin Thánh Phaolô vị tông đồ được ơn trở lại mà chúng ta mừng kính hôm nay đã được Chúa kêu gọi và thánh nhân đã để cho mình được Chúa gọi và biến đổi. Cầu thay nguyện giúp cho chúng ta biết thức tỉnh, biết nhận ra sự sa ngạc của mình mà trở về lại với sự hiệp nhất trong cùng một đức tin, lòng mến, trong cùng một phép rửa và ơn tha tội vào con Thiên Chúa đấng đã yêu mến chúng ta và hiến mạng vì chúng ta.